bạn nó nói là cái gì mà cô đi là phải có biến độn gì á. Bạn ơi, bạn cô đi là phải có biến độn gì á. Phải bạn ơi, bạn cô đi. Bạn nói đúng không? Quá vậy, lột lên kiểm tra liền cho bạn coi. Bạn cô đi không có đi độn, bạn cô đi giày cao gót cho nam. Ở trong trường mình có một cái phòng mà không được học sinh nào đi vô hết. Ở trong đó có thờ một cái áo dài. Nani? Oh my god. Lâu ngày không gặp thì không biết là giờ bạn thế nào. Bạn có cao hơn không? Nghe đi. Bạn có lớn lên miếng nào? Hết tuổi cao rồi. Mình lớn về mặt tâm hồn, mình trưởng thành hơn. Đâu vì một người đàn ông điềm đạm mà chững chạc hơn. Tức là cái câu nào đánh đạt đó là khác lớn. Họ cười tôi vì tôi khác họ. Tôi cười họ thì họ đạp xe tôi. Là trưởng thành dữ chưa bà nội? Vẫn chưa luôn hả? Thôi chắc là đến bữa. Thôi phải bảo bọn tôi dạy thêm cho bạn một số bài học của cái lớp này. Lớp như này như nào? Nhưng mà bạn thấy cảm nghĩ gì khi lớp mình bây giờ nó tân trang hoành tráng nhỉ? Đấy đúng rồi. Đổi mình màu sắc rồi các thứ hoành tráng, có hẳn một cái máy bán sữa đây nữa, khác cái là uống không như ngày xưa phải xin nước. Đợt trước mình đi học là lúc nào mình khát nước đúng không? Phải xin ông Minh. Xin nước và xin bức tường. Đó. Là nước truyền ra truyền vô mất thời gian, bây giờ có sẵn luôn, quá tiện lợi luôn. Quá tiện lợi. Lớp học thì quần áo trang phục thì rất là màu sắc. Đúng rồi. Sắc sỡ. Chính xác. Nhiễm màu. Cái đấy phải cảm ơn bạn đã ra đi đấy. Cảm ơn bạn đã ra đi đấy. Ủa? Đúng rồi, thì khi bạn đi như thế này. Bạn như kiểu là một bản chuyển nhượng, hợp đồng chuyển nhượng. Bạn đi cái bọn tôi mua có tiền ra là mình tiết lộ bạn một bí mật thực sự nha. Ngày xưa lúc mà cái lớp này nó còn nghèo á, chưa được giàu lắm, thì người ta thấy là trong cái lớp này tại sao toàn học sinh suy dinh dưỡng, là có bạn này, bạn Ngân này, bạn Hùng này. Kể từ ngày ba bạn đi cái, người ta đầu tư sữa về trường này liền, hiểu không? Thôi bây giờ tiện ngày bạn cô đi quay lại thì chúng mình sẽ có một cái chủ đề là thăm lại trường xưa. Về lại trường xưa với nhưng mà nhân tiện đi thì tại vì là ở đây thì bạn cô đi cũng đã chưa có quen hết các bạn nữa, nên là thì cũng có những người mà cô đi chưa gặp mà đúng không? Để cho cô đi làm quen chứ đúng không? Tại muốn làm quen ai nhất ở trong này. Đúng rồi. Mấy bạn này là học chung hết rồi mà. Mình học với bạn có mấy tiết thôi. Đúng rồi, học mấy tiết thôi. Bây giờ mọi người là sao, bây giờ cho mọi người giới thiệu hả hay là bạn giới thiệu đi. Đúng rồi, bạn giới thiệu bạn giới thiệu. Ok. Xin chào mọi người, mình là Cody Nam Võ. Nam Võ. Mình biết bạn nè. Ủa? Lúc mà bạn đi mình đóng vai bạn á, mình là Cody á. Hồi bữa mình cũng có nghe đồn là có đứa nào đó giả mạo mình đúng không? Cody, dạ gái. Là Ben Anderson. Không, nhưng mà mình có nghe mấy bạn nó nói là cái gì mà cô đi là phải có biến độn gì á. Phải bạn không? Mấy bạn cô đi là phải có biến độn gì á. Phải bạn không? Mấy bạn cô đi là bạn nói đúng không? Quá vậy, lột lên kiểm tra liền cho bạn coi. Bạn cô đi không có đi độn, bạn cô đi giày cao gót cho nam. Miếng độn kỳ diệu. Tức quá. Không có độn luôn á. Không đi độn nữa rồi, đổi qua dùng thuốc rồi. Mình trưởng thành rồi, mình nói mọi người mình trưởng thành rồi. Còn mình với bạn này là lâu làm không gặp. Bọn mình đã rất là tính trước rồi. Tức là bạn không có miếng độn nên chúng mình đã độn thêm miếng sàn cho nó cao rồi. Thấy không? Chúng mình đã độn thêm miếng sàn cho nó cao rồi. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Hay ta. Nói chào bạn dã man không? Thôi, bây giờ chúng mình quay trở lại trường xưa thì về cái chủ đề đấy thì ngày xưa trường các bạn như nào, nói qua một xíu đi. Trường mình hả? Trường của em bé. Ngày xưa mình được học ở ngôi trường gọi là nhiều truyền thống nhất Hải Phòng. Rất đã luôn, mang tên là Ngô Quyền. Ok thôi rồi, đấy, bây giờ mình có món quà bất ngờ rồi, chúng mình cùng xem nha. Ôi mày đi bật lại cái ảnh này giấy. Thôi đây là nó thịnh.
Đây là cấp 2 mà. Không nói à? Nói về cấp 2 à? Ủa? Thế là... Ơ, bạn chưa xem ảnh này à? Không, chắc chắn là đúng rồi. Các bạn nhìn cái màu này không thể nào sai được. Ơ, chế mẹ này cao thế. Trời mắt quá, trời mắt luôn. Chế mà. Trời mắt quá, trời mắt luôn. Chế mà. Ê, tại sao màu... mình không hiểu sao ông cắt tóc cắt cho mình kiểu này, kiểu này kiểu gì ta? Cái màu này sao nó hơi lạnh nhỉ? Cái này nó đổ kiểu này. Mai xéo á. Anh hai làm trường. Ông cắt tóc là không thờ cái chán của bà luôn. Mình hiểu rồi. Tại vì là ngày xưa đây là cái khoảng này nó trống quá, người ta quyết định cắt cái mái chéo mái hiên. Ta quyết định cắt cái mái chéo mái hiên, cái mái chéo mái hiên. Chết rồi, sợ quá, sợ hình của mình. Ờ mà đã mái chéo. Hot hơn đâu. Ê, cosplay đi các bạn ơi. Sinh tử bé. Này là hot hơn đầu sư tử đúng không? Này. Ôi, ở đây có kiểu mình xếp lại những kìa sinh từ bé. Cái này là ai rồi? Mình chưa ra hình nên mình hơi lo, mình không dám khứ lại lắm. Ê, nhưng mà bạn Hương vẫn thế nha. Hot hơn đầu sư tử. Trẻ mãi luôn nhỉ. Thì bây giờ mình cũng như đá tuổi mà, bạn nói gì vậy? Bạn là yêu quái rồi. Bạn là yêu quái rồi. Đúng rồi, thì mày biết ngay vậy? Hồi xưa đầu này người ta gọi là đầu sư tử Hà Đông đấy. Không biết bây giờ còn sư tử không? Không rồi, hồi lúc này là tên của mình là Hương Hương Mì Gói. Wow. Tóc mình xoăn giống mì gói. Cái hồi này mà bạn chia mình ít tóc còn đẹp lắm. Cũng đúng ha, cũng hợp lý chứ bộ. Ôi. Ủa? Ai ôi. Ủa? Ôi. Đâu. Ôi, ai giống nhở? Ủa? Ôi, ai ôi, chương trình lấy hình đâu ra đấy? Ủa? Hình như là bạn đứt lớn lên là mũi cao lên ấy. Hôm nay bạn bao nhiêu ký à? Đúng rồi. Hơn rồi mọi người thấy không? Mình có cái tình yêu trưởng yêu lớp rất là rõ. Nghiêm túc từ bé. Lúc nào tôi đi học tôi cũng phải mặc một cái gì đấy liên quan đến đoàn hay là gì đấy. Áo rồi á? Em đi về đây. Ôi, mình có cái gì đấy? Ôi. Nhưng mà bạn giống mình từ bé luôn á. Mình hồi xưa cũng kiểu này. Thế mà công nhận hồi này cái này nó đầy đủ nhỉ, nó đều đẹp nhỉ. Thì lớn lên suy nghĩ nhiều rụng rợn. Ê, hồi này trông đẹp trai luôn á. Các mà hồi xưa bạn cắt mái ngố ở đâu vậy? Ê, bạn không nhờ. Không, nhưng mà các bạn có thấy là hồi này mình vẫn giống bây giờ mà. Không, hồi này đẹp hơn. Giống. Đây đẹp mà đúng không? Hồi nhỏ nhìn thánh thiện, bây giờ nhìn mu bo hơn đúng không? Hồi nhỏ nhìn thánh thiện, bây giờ nhìn mu bo hơn đúng không? Đó, thấy chưa? Này nhìn ra lắm. Trường, có mấy đứa vậy? Có hình tôi nghe đâu. Hình luôn nè, hình tôi. Đi học cũng nhiều hình đẹp lắm mà sao lấy. Từ sao mình yêu bức tường quá à? Chưa bao giờ thấy bức tường không? Tụi em muốn xem những nhiều ký vậy. Thế là mình không có hình. Ngày xưa thì mình được học ở được một trong những ngôi trường truyền thống nhất Hải Phòng. Là hiện tại đang là hình như là 110 mấy năm rồi đó. Nên ngồi xuống được không cho nó tình cảm? Thôi ngồi xuống ha. Mang tên là Ngô Quyền, thanh niên. Đức vua Ngô Quyền. À. Một người rất là nổi tiếng đã có một cái bãi cọc ở dưới Hải Phòng á, sông Bạch Đằng. Đó, đây là trường của mình. Trường của mình hồi cấp 3 là một ngôi trường nổi tiếng nhất Gò Vấp. Trường Nguyễn Trung Trực. Ê, tôi biết trường đó. Trường đó là chuyên gia là mấy bạn hay... nhắc về cái vấn đề mà cũng như này là phải nhắc đến trường tôi. Thế à? Tôi trường tôi tên là trường Trương Định. Ngày xưa cấp 3 cũng là có tiếng về cái vụ như này. Như kiểu là chị họ tôi ngày xưa đi học trường đó, nhà hơi xa nên là lúc mà đi xe buýt ấy, cái logo trường ấy lúc nào cũng sẽ phải bỏ ra. Ủa tại sao xe buýt? Bởi vì là cái trường của tôi ấy, nó bị mang tiếng về cái vấn đề này hiểu quá. Mà chị tôi thì giống như kiểu là hơi ngại ở việc đó. Nên là cái thời gian năm đầu ấy đi xe buýt nhà xa mà cái băng dính hai mặt dán vào cái huy hiệu của trường ấy, lên xe ấy là không ấy, xuống xe vào cổng trường mới bắt đầu đập vào. Bởi vì là sợ là lên xe buýt nhiều bạn trường khác cũng bắt đầu nhìn ấy. Ngày xưa trường cấp 3 mình học trường tên là Hiệp Bình.
thì mình có một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ là khi vào năm cấp 3 thì mình cùng mấy người anh em có một là một cái nhóm nhảy tên là Bitronic. Wow. Thì ban đầu ở trong trường có sẽ có một cái nhóm khác, một nhóm nhảy khác đã hoạt động trước đó rồi, và nhóm đó là nổi tiếng nhất. Big Tower. No. Nổi tiếng nhất của trường. Thì từ đó lúc nào các tiết mục văn nghệ của trường đều có cái nhóm nhảy đó, và tụi mình thấy tụi mình thích, tụi mình muốn xin được đăng ký diễn. Thì ban đầu là tụi mình kiểu là diễn lót, và sau một năm tụi mình tập luyện thì tụi mình đã trở thành nhóm nhảy chính của trường. Và thậm chí là tụi mình đại diện cho trường đi thi những cái giải đấu ở quận 9, quận 2 và Thủ Đức. Cả ba quận là tụi mình đều vô địch hết. Ghê. Tranh thủ nói về nhảy nhót thì mình kể trường mình một xíu này. Trường mình là có thành viên Big Toe luôn nha. Trường mình là có bạn là Nicky Monster này. Có bạn là Á Hậu Phương Nga này. Có chú Phạm Nhật Vượng Vingroup này. Lục Huy Unify. Nhóm mình là flexing. Flexing. Trường mình là toàn nhân vật đình đám rồi. Trường mày tên gì? Trường mình là trường Kim Liên, cấp 3 Kim Liên. Trường Kim Liên học giỏi lắm. Trung học phổ thông Kim Liên đó. Thời điểm mà mình học thì ngôi trường mình học là có lọt và là top 10 trung học phổ thông quốc gia đứng đầu của cả nước. Thì mình có học lớp chuyên toán tin của trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. Thì trường mình thì là ngôi trường thì nói chung là luôn luôn đứng đầu thành tích về học tập, và rất nhiều học sinh đạt giải huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng quốc gia. Trong đó thì không có mình. Và giác dữ trời. Nói chung thì là mình có nhớ kỷ niệm đáng nhớ nhất của trường mình, đó chính là lớp mình, lớp chuyên tin của mình thì là đã từng bị thầy hiệu trưởng nói là trong kỷ lục từ xưa đến giờ thành lập ra trường thì chưa từng bao giờ gặp cái lớp nào mà khó dạy như lớp này. Đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất của các bạn là nhầm trong cái hội mà đúng rồi, có vậy không? Đúng rồi. Mọi người thì có nhiều trường để lựa chọn, nhưng mà chỗ mình chỉ có một trường cấp 3 duy nhất thôi, là trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Thì cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là hồi vào năm lớp 10 mình mới vào học thì mình đã phải chuyển trọ rất nhiều lần, và cái địa điểm cuối cùng mà mình ở đó là ở chùa. Hả? Wow. Ở trong chùa để đi học hả? Là tại vì nó có nhiều vấn đề khi phức tạp mình không thể ở ngoài được, và mình phải vào trong chùa thì mình mới có thể yên tâm đi học được đấy. Cái đó là kỷ niệm điểm đáng nhớ nhất của mình. Mà mình cũng học được nhiều điều từ trong đấy mà. Đúng rồi. Các sư. Mình ở 3 tháng lên được 1 cân. Hồi cấp 3 là mình học ở một ngôi trường cũng giống như trường mình bây giờ nè, đều không có máy lạnh hết. Trường của mình cũng vậy, không có lạnh. Nóng ơi là nóng luôn. Thì trường mình là trường gia đình, nói chung là cũng được top 3, top 4 gì đó của thành phố. Nhưng mà không biết sao trong trường mình nhiều ma lắm nha. Đi học mà thích nghe cái chuyện ma không à. Đó, vậy đó. Ví dụ một câu chuyện thôi. À, ở trong trường mình có một cái phòng mà không được học sinh nào đi vô hết. Ở trong đó có thờ một cái áo dài. Nani? Oh my god. Thờ áo dài. Cái đi ra chơi nè, tụi mình cũng kiểu như ráng đi ngang qua nhìn vô cái đó, nhưng mà không bao giờ được nhìn hết. Ly kỳ à. Sợ nha, hay không biết. Nhắc tụi mình xuống trường. Sợ nha. Để chắc tụi mình xuống trường bạn tham quan đi. What? Mình tò mò mấy cái đó. Em mình nói về ngày hôm nay ba. Cái ba là mình đa số là mình toàn trốn học đi chơi net hả? Không có chơi net. Bia yeah. Kiểu thích bắt đầu đi casting mấy cái kiểu mấy công ty của Hàn Quốc để làm thực sinh á. Thì hồi đó mình hay đi trốn học, xong đến lúc bị mẹ phát hiện được, thế là từ đấy là mình nhớ nhất là cứ mỗi ngày là mình học lớp 11, 12 rồi mà mẹ mình cứ đưa đi đón về, nhìn mình rất là bị quản á. Thì mình chỉ nhớ nhất kỷ niệm ấy thôi. Còn trường mình học là Marie Curie. Thì đấy, kỷ niệm hồi cấp 3, tại vì mình hồi đấy là mình bị chuyển từ Hải Phòng vào trong này, nên là mình kiểu dỗi gia đình, dỗi mẹ, thế mình không chịu lo học, thế xong rồi lên lớp toàn ngủ không à. Cho nên là kỷ niệm là toàn là ở công ty luyện tập thôi. Cái là được chuyển mà đúng không? Được chuyển mà. Được, nhưng mà không phải bị được. Tại vì hồi cấp 3 thì thật sự là kỷ niệm mình không vui, tại vì lúc đấy nhà mình bị phá sản. Nên là mẹ chuyển công tác vào đây, bắt buộc mình phải vào đây. Tại vì bạn bè mình đa số ở Hải Phòng.